Như vậy em hỏi cô là scandal của Lan Quỳnh thì nên xử lý thế nào? Để hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện ấy, thì bọn em xem cái clip chi tiết bên kênh Cô Long Mềm Yếu nha. Còn tóm tắt thật là nhanh ấy, thì Lan Quỳnh có tham gia vào một cái nhóm chat và nói xấu Đinh Trang, chính là người mà Lan Quỳnh đã nhờ hỗ trợ trong cái quá trình mà thi Sao Mai, góp công phần nào trong việc giúp cho cô ta đạt quán quân ở thể loại nhạc thính phòng năm 2022. Cái sự việc được đẩy lên cao trào khi mà bài đăng tố học trò vô ơn của Đinh Trang đã được viral khắp nơi, thì Lan Quỳnh đã lên tiếng. Nhưng thay vì xin lỗi Đinh Trang, Lan Quỳnh lại đe là sẽ nhờ pháp luật xử lý Đinh Trang vì đã dám phốt cô ta. Khủng hoảng truyền thông này còn phát sinh thêm một cái tình tiết mới khi mà Đinh Trang tiết lộ ấy, là trước thời điểm lên tiếng dọa nạt mình thì Lan Quỳnh đã nhắn tin năn nỉ gỡ bài nhưng mà Đinh Trang không có gỡ. Đầu tiên xác định tâm đám cháy ấy, thì câu chuyện không dừng ở chỗ vô ơn nhé, vì Lan Quỳnh đã lật mặt đến 2 lần. Lần thứ nhất là nhờ dạy hát xong rồi đi nói xấu. Lần thứ hai là nhờ gỡ phốt xong không được thì dọa kiện. Trên là rõ ràng câu chuyện đã vượt ra khỏi vấn đề quan hệ cô trò giữa Lan Quỳnh với lại Đinh Trang, mà nó là về nhân cách của chính Lan Quỳnh, của một người nghệ sĩ. Tuy nhiên đó là lý thuyết. Còn trong thực tế, bọn em phải nhớ cho cô cái bài học vỗ đùi đen đét ở đây cũng là một nguyên tắc vô cùng quan trọng khi xử lý khủng hoảng truyền thông. Đó là dành sự quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân nếu có. Hay nói cách khác, bất kể cái sự vụ này nó có bung bét như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần các bạn xác định chính xác được người bị hại thì khả năng rất cao là sẽ tìm được tâm đám cháy để dập đi thôi. Trong hai vấn đề mà Lan Quỳnh gặp phải thì việc cô ta nhắn tin xin lỗi không được xong rồi lên dọa nạt ấy, bản chất chưa tạo ra người bị hại. Chỉ có việc cô ta nói xấu Đinh Trang trong nhóm chat ấy mới có người bị hại, và hiển nhiên rồi người đó chính là Đinh Trang. Cho nên là dù cái sự việc nghe ra có vẻ rất là lằng nhằng, nhiều chuyện bên lề, nhiều người có liên quan, thì nhân vật quan trọng nhất vẫn phải là Đinh Trang. Lan Quỳnh làm sao để xin lỗi được Đinh Trang là việc của Lan Quỳnh, không phải việc của cô Long. Cô Long chỉ nhấn mạnh ở vụ này hai điều cần phải lưu tâm. Thứ nhất, Lan Quỳnh cần phải đóng hết tất cả các tài khoản mạng xã hội trong một thời gian, vì ông bà ta có cái câu là giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rời. Cô giáo không bao giờ tin rằng Lan Quỳnh có thể thay đổi con người của mình trong một sớm một chiều, cho nên là cái việc mà để mồm miệng đi chơi xa trong giai đoạn này là vô cùng nguy hiểm. Việc thứ hai, cái khủng hoảng truyền thông này có sóng ở đáy sông, tức là ngay cả khi dư luận đã quên đi ấy, mà cô giáo đoán là dư luận cũng sẽ quên rất là nhanh, thì Lan Quỳnh vẫn phải miệt mài tìm cách lấy lại thiện cảm với giới truyền thông báo chí nếu như muốn thuận lợi làm nghề. Còn nếu mà chỉ im lặng để cho mọi thứ chìm xuống ấy, thì đấy chỉ là cách xử lý rất sơ sài ở trên phần ngọn mà thôi.